Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đến phớt đầu trục cơ của dòng xe Mitsubishi. Sử dụng được rất nhiều dòng xe Chiton, Mira, Accha, Chiton, Xpander, Lancer, Pajo, Sport. Rất nhiều dòng xe đều sử dụng chung cái phớt đầu trục cơ này, phớt đầu trục cơ của dòng xe Mitsubishi này. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường, mà chúng ta chạy xe trên đường bị hỏng mất cái phớt đầu trục cơ này, điều đó bắt buộc anh em phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì làm sao để phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng làm thay thế? Thì các bạn nhìn hàng xịn chính hãng thì cái chất hàng nó đã khác rồi. Đây này, được nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto về ấy. Và cái thứ hai nữa, các bạn nhìn trên cái sản phẩm nó có chữ NOK này. Đây, đó, NOK này, NOK sản xuất theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi khác nhá. Đây, và những cái ký tự của cái sản phẩm này. Và thứ hai nữa là cái anh em gara lưu ý này. Đây, những cái điểm này, cái G này. Đấy, chất nó hoàn toàn khác, cái chất cao su hoàn toàn khác. Đấy, các bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy, thì khi mà anh em có nhu cầu cần phải thay thế cái phớt đầu trục cơ này, thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phutungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.